Câu chuyện mà tôi đề cập đến sau đây là của một doanh nghiệp được dẫn dắt bởi một nữ tướng. Và bây giờ chúng ta hãy cùng gặp gỡ vị nữ tướng ấy ạ. Bà Nguyễn Việt Hòa, người sáng lập và là tổng giám đốc Asia Dragon. Xin trân trọng cảm ơn bà đã đến với chương trình đặc biệt ngày hôm nay. Nhưng trước hết thì chúng ta hãy cùng theo dõi xem các đối tác quốc tế đánh giá các sản phẩm của Asia Dragon như thế nào qua một phản ánh ngắn do phóng viên Thông tấn xã Việt Nam thường trú tại New York thực hiện. Tiên phong trong một lĩnh vực chưa từng có tại Việt Nam, những sản phẩm của Asia Dragon đã phát triển đa dạng với các loại dây nhựa tổng hợp và tự nhiên. Không chỉ khẳng định vững chắc tại thị trường trong nước, sản phẩm dòng Á Châu có mặt tại thị trường Mỹ và khẳng định thương hiệu tại thị trường Brazil, Mexico, Canada và một số nước khác. Tôi nghĩ rằng Asia Dragon đảm bảo được chất lượng cao, đồng thời lại đưa ra mức giá rất cạnh tranh trên thị trường. Nếu Asia Dragon phát triển quy mô sản xuất, ra thêm các chủng loại sản phẩm mới và đổi mới công nghệ, thì chúng tôi sẽ xem có sản phẩm gì phù hợp nữa để nhập. Chắc chắn chúng tôi sẽ luôn là đối tác sẵn sàng hỗ trợ Asia Dragon ở thị trường Mỹ này. Dòng Á Châu đã xuất khẩu rất là nhiều ở trên thế giới. Thì công ty của chị Hòa đã nhập khẩu máy móc từ châu Âu và dây chuyền hiện đại nhất. Thì so sánh cái sản phẩm dây của Rồng Á Châu, tôi thấy thì phải nói là số 1 của Việt Nam. Rất là hay là công ty Rồng Á Châu đã đưa sản phẩm đúng chất lượng, đúng giá cả, giá trị thực cho người dân. Asia Dragon luôn cam kết chất lượng hàng đầu và giá thành cạnh tranh đảm bảo thấp hơn ít nhất 10% so với giá sản phẩm tương đương trên thị trường, do tiết kiệm tối đa, kiểm soát tốt chi phí, thanh toán hợp lý, dịch vụ chu đáo. Bà có thể chia sẻ lý do nào mà bà đã chọn ngành sản xuất này ạ? Cái năm đó là khoảng 2006, khi mà mình cũng đã có những cái kinh nghiệm đi làm việc cho những công ty khác và công ty nước ngoài. Thì trong cái quá trình làm việc á, thì mình nghiên cứu những cái sản phẩm mà nó chưa có ở Việt Nam, tìm ra được một cái sản phẩm về nông nghiệp, các loại dây sợi để phục vụ cho ngành nông nghiệp. Thực ra sau đó nó phát triển cho cả ngành công nghiệp. Lúc đó tại thị trường Việt Nam không có ai sản xuất, thì mình cũng thấy tò mò và mình tìm hiểu tiếp, thì cả thị trường châu Á gần như không có ai sản xuất. Thì mình thấy đấy là một cái cơ hội rất là tốt, mặc dù sản phẩm rất là mới và khó. Trong khi nhiều doanh nghiệp sợi trong nước gặp khó khăn thì đến 99% là sản phẩm của công ty được xuất khẩu. Bà có bí quyết gì không? Như mình mới chia sẻ thì cái chất lượng rất là quan trọng. Thì cũng rất là cảm ơn cái cơ hội là được xuất khẩu, nên là mình đã có được hiểu biết rất là nhiều. Thì cũng như là chia sẻ thì mình đã rất là cố gắng tiếp cận và phát triển cái sản phẩm mới, cũng như luôn luôn là nâng cấp nó để cho mình không có thua. Mình không có thua bất cứ một cái sản phẩm nào của châu Âu cả. Hướng phát triển sắp tới của công ty là như thế nào thưa bà? Thì năm nay bọn mình là quyết định thay đổi một cái sân chơi rất là mới. Đấy là nhờ bên KPMG, một trong 4 công ty kiểm toán rất lớn, để mời họ vô để họ đánh giá, cũng như là cùng với công ty để xây dựng một cái chiến lược mới. Và cái tầm nhìn của công ty năm nay thay đổi, sẽ trở thành công ty dẫn đầu về chất lượng tại thị trường châu Á. Cũng như bên cạnh đấy thì công ty quyết định mở rộng về thị trường Việt Nam. Xin cảm ơn bà đã tham gia chương trình đặc biệt của truyền hình Thông tấn ạ.